Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại top 10 thứ có ích nhất ở trong game Gaina Free Fire. Các bạn cũng đã biết rằng Gaina Free Fire đã ra mắt đến nay là gần 15 phiên bản rồi. Và có rất nhiều tính năng đã được ra mắt, nhưng không phải tính năng nào cũng thực sự có ích đối với cả một tựa game sinh tồn bắn súng như Gaina Free Fire. Vậy thì những tính năng nào, những vật dụng nào đã từng ra mắt trong game mà có ích nhất ở trong Gaina Free Fire? Trong clip này hãy cùng với Rikaki Gaming điểm lại top 10 cái vật phẩm mà mình cảm thấy rằng nó hữu ích nhất ở trong game. Cái đầu tiên mà nằm ở vị trí top 10 đó chính là cái ván lướt. Cái ván lướt của chúng ta thì nó được bổ sung vào trong game, và ở cái thời điểm mà nó được xuất hiện ở trong game thì nó gây ra một trong những cái tiếng vang cực kỳ lớn. Và với cái ván lướt thì người chơi có thể di chuyển xa hơn khi mà nhảy dù. Và sau này thì ván lướt còn bổ sung thêm tính năng nữa, đó là khi mà bạn bơi dưới nước, bạn có thể lướt trên ván lướt và sử dụng súng để tấn công đối phương. Sẽ không còn những cái pha mà chúng ta phải bơi rồi chờ vòng bo đốt chết nữa, hoàn toàn có thể giải quyết với nhau trên mặt nước nhờ chiếc ván lướt này. Ở vị trí top 9 của cái top 10 những cái vật phẩm mà có ích nhất ở trong Free Fire thì mình xin đặt đó là chiếc ống ngắm nhiệt. Chiếc ống ngắm nhiệt này thì nó rất có lợi thế khi mà nó có thể phân tách toàn bộ đối phương ra khỏi môi trường. Ở trong đoạn clip này thì các bạn có thể nhìn thấy là đối phương nấp ở một vị trí rất kỹ, và nếu như không có chiếc ống ngắm nhiệt này để phân tách cái vị trí của đối phương ra, bởi vì là kể cả bạn có ống ngắm 4x hay là ống ngắm 2x thì khi mà ngắm vào cái vị trí chòi canh này, chúng ta không thể nào phát hiện ra đối phương được. Tuy nhiên thì cái ống ngắm nhiệt này nó đã phát hiện ra đối phương một cách rất rõ ràng, để cho toàn bộ team có một cái cơ sở để có một pha công lên. Cái ống ngắm nhiệt này thì sau này nó còn có một tác dụng rất là lớn ở trong cái chế độ zombie và chế độ map đêm. Khi mà chúng ta chơi map đêm thì ống ngắm nhiệt nó sẽ giúp chúng ta nhìn rõ đối phương hơn ở trong cái bản đồ ban đêm. Và ở cái bản đồ ban ngày thì đến nay ống ngắm nhiệt cũng vẫn là một trong những cái vật phẩm mà được người chơi sử dụng rất là nhiều. So với ống ngắm 2x và ống ngắm 4x thì ống ngắm nhiệt này, cái tầm của ống ngắm nhiệt thì nó rơi vào khoảng 3x, và nó thì không xa như là ống ngắm 4x. Tuy nhiên thì nó vẫn là đủ để cho người chơi có thể sử dụng cái ống ngắm nhiệt này để tấn công vào đối phương một cách rất là ổn. Và ngay khi mà ra mắt thì ống ngắm nhiệt nó đã trở thành một trong những cái vật phẩm có ích và rất được yêu thích ở trong Gaina Free Fire. Ở vị trí top 8 của top 10 những vật phẩm có ích nhất trong Gaina Free Fire thì đó không có gì khác, chính là chiếc nòng giảm thanh. So với cả những cái loại nòng khác như nòng 1, nòng 2, nòng 3 chỉ đơn thuần là tăng sát thương, thì cái nòng giảm thanh này còn giúp cho bạn tránh khỏi những cái con mắt soi mói của đối phương khi mà bạn tấn công đối phương. Và khi mà bạn tấn công đối phương và có nòng giảm thanh thì cái âm thanh bắn ra khẩu súng nó cũng sẽ rất khác. Chưa kể rằng cái đối phương cũng không thể phát hiện ra vị trí của bạn ở đâu, bởi vì bạn sẽ hoàn toàn không xuất hiện ở trên bản đồ khi mà sử dụng cái nòng giảm thanh này. Và với cái việc mà ra mắt cái nòng giảm thanh này thì sau này Gaina Free Fire còn bổ sung thêm tính năng, đó là những là tia lửa đạn. Thời kỳ đầu khi mà mới ra mắt thì Gaina Free Fire hoàn toàn không có cái tia lửa đạn, và bạn thì sẽ phải rất là khó khăn để đoán ra đối phương đang ở đâu. Tuy nhiên thì sau này thì chúng ta có thể đoán được vị trí của đối phương khi đang sử dụng ống ngắm nhiệt bằng khi đang sử dụng nòng giảm thanh bằng cách nhìn vào tia lửa đạn. Ở vị trí top 7 thì đó sẽ là báng súng. Đó là một cái phụ kiện mới được bổ sung vào Gaina Free Fire. Và khi mà sử dụng báng súng thì nhân vật của chúng ta sẽ di chuyển nhanh hơn, cũng như là sẽ bắn chuẩn hơn khi mà sử dụng súng của mình. Và đó là một trong những cái phụ kiện rất là hay. Và ở vị trí top 6 thì cũng là những cái phụ kiện, đó là tay cầm và giá đỡ súng. Ở trong video này thì chúng ta thấy rằng mình đang sử dụng đó là khẩu AK. Và khẩu AK thì độ giật của nó rất cao. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta có tay cầm 3 hoặc là có giá đỡ súng thì cái việc mà chúng ta bắn vào đối phương, cái đường đạn của chúng ta nó sẽ di chuyển tốt hơn rất là nhiều. Tay cầm súng thì nó sẽ có tác dụng là giảm độ giật, tuy nhiên thì cái tay cầm súng thì nó sẽ giảm độ giật ít hơn so với giá đỡ súng. Giá đỡ súng sẽ giảm được nhiều độ giật hơn, tuy nhiên nó có điều kiện để sử dụng, nghĩa là bạn phải ngồi hoặc nằm thì cái giá đỡ súng này mới có tác dụng. Đó là cái thông tin đến từ Gaina Free Fire. Tuy nhiên thì sau này một số game thủ chuyên nghiệp có nói rằng cái giá đỡ súng nó vẫn có tác dụng ngay cả khi bạn đứng. Thì khi mà bạn đang đứng hoặc đang di chuyển, bạn bắn thì cái giá đỡ súng nó sẽ giảm độ giật, rơi vào khoảng giữa tay cầm 3 và tay cầm 2.
Đó là một trong những cái chia sẻ. Và trong một cái buổi giao lưu gần đây với AS Mobile thì game thủ này cũng có xác nhận về vấn đề này. Rất nhiều người đã bỏ công ra để so sánh cái tay cầm và cái giá đỡ súng. Thì theo một số game thủ mà chuyên hướng dẫn những người ta bắn như AS Mobile hay là Lão Gió hay là một số các game thủ chuyên nghiệp, thì họ cho biết là đến nay thì bản thân họ cũng không có quá nhiều cảm giác xem là cái giá đỡ súng hay là cái tay cầm này nó là cái phụ kiện tốt hơn ở trong Garena Free Fire. Tuy nhiên thì có một điều chắc chắn, đó là cái tay cầm súng thì chúng ta sẽ thấy là nó ít hiếm hơn so với giá đỡ súng. Giá đỡ súng thì thời kỳ đầu nó ra mắt khá là nhiều. Tuy nhiên thì sau này thì cái giá đỡ súng thì nó đã hiếm hơn. Và bây giờ thì bạn sẽ rất là cần cái giá đỡ súng khi mà sử dụng những khẩu súng có độ giật lớn, ví dụ như là AK, ví dụ như AN14, ví dụ như là MP40. Và có một trong những game thủ mà rất yêu thích sử dụng cái MP40 với giá đỡ súng thì đó là thanh niên Starboy VN. Ngoài ra thì cái giá đỡ súng sau này thì có vẻ như nó đã có tác dụng khi mà chúng ta di chuyển hoặc khi mà chúng ta đứng. Và với giá đỡ súng thì khi mà chúng ta ngồi, cái đường đạn của chúng ta nó đi cực kỳ chuẩn xác và chúng ta sẽ không có bất kỳ cái vấn đề nào khi mà cố gắng nhắm bắn vào đối phương. Ở vị trí thứ 5 thì đó chính là cái súng điện. Súng điện thì mới ra mắt ở trong thời gian gần đây mà thôi. Và cái súng điện này nó có tác dụng là vừa có thể gây sát thương cho đối phương, nhưng khi bắn vào những người đồng đội của mình thì nó sẽ hồi lại cho cái game thủ mà được bắn một cái lượng máu, mà mỗi phát bắn của cái súng điện này nó sẽ rơi vào 20 máu. Một cái điều đặc biệt của súng điện này đó là chúng ta sẽ không thể nào mà nạp đạn lại cho súng điện được. Mỗi khẩu súng điện nó sẽ chỉ có tối đa là 25 viên đạn mà thôi. Và đó lý do vì sao mà bạn sẽ phải cân nhắc trước khi sử dụng súng điện để tấn công đối phương hay là để hồi máu lại cho đồng đội. Và đó là một trong những cái vật phẩm mà được cực kỳ yêu thích ở trong cái phiên bản OB13 vừa qua. Và như vậy là chúng ta đã đi qua được một nửa quãng đường rồi. Hãy cùng xem top 4 là gì. Top 4 theo mình đó là skin súng. Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy hơi bất bình một chút khi mà mình nói đến skin súng có là một vật phẩm có ích ở trong Garena Free Fire. Thời kỳ đầu thì đây chúng ta đang được theo dõi, đó là cái trailer đầu tiên của cái skin súng. Thì lúc đó skin súng ra mắt hoàn toàn với mục đích là để cho đẹp, hoàn toàn mục đích để cho đẹp anh em nhé. Tuy nhiên thì sau này Garena Free Fire họ đã có những cái thay đổi của mình. Có một số khẩu súng được tăng hoặc giảm cái chỉ số của mình. Và lúc đó thì cái tư duy của Garena Free Fire đó là khi tăng một cái chỉ số gì đó thì sẽ giảm bớt một chỉ số gì đó. Và đó thì họ gọi đó là một cái sự cân bằng đối với cả cái skin súng. Tuy nhiên thì một số những skin súng ra mắt sau này gọi là skin súng huyền thoại thì nó quá bá đạo luôn. Và trên màn hình của bạn lúc này đó là khẩu M1014 hỏa ngục. Và cái khẩu hỏa ngục này thì nó tăng rất nhiều sát thương cho M1014 và nó chỉ giảm đi cái tốc độ thay đạn. Nếu như mình nhớ không nhầm thì nó chỉ giảm đi tốc độ thay đạn. Và với khẩu shotgun thì tốc độ thay đạn thì đâu có quan trọng gì. Trong khi đó thì một trong những khẩu súng mà đến nay cực kỳ được yêu thích, đây chính là khẩu AK giống lửa, là cái khẩu súng huyền thoại thứ hai xuất hiện ở trong Garena Free Fire. Và khẩu này nó là khẩu AK tăng tốc độ bắn. Và tăng tốc độ bắn, và khẩu này bắn thì cực kỳ đau luôn. Và đó là một trong lý do vì sao mà skin súng ngày nay vẫn là một trong những cái vật phẩm cực kỳ gây tranh cãi ở trong Garena Free Fire về cái mức độ cân bằng đối với cả một game sinh tồn. Tuy nhiên về mức độ có ích thì có lẽ không ai có thể phủ nhận rằng những skin súng thực sự là những vật phẩm rất có ích. Cái vật phẩm tiếp theo nằm trong top 3 thì không gì khác, đó chính là drone thính. Drone thính nó sẽ mang lại cho người chơi rất nhiều đồ giống như hòm thính bình thường. Và trong các giải đấu chuyên nghiệp thì game thủ rất thích sử dụng drone thính. Ở top 2 đó sẽ là lửa trại. Lửa trại trước đây khi mà mới ra mắt thì lửa trại nó chỉ hồi lại cái điểm EP mà thôi. Tuy nhiên sau này thì cái lửa trại nó được bổ sung thêm tác dụng của mình. Lửa trại bây giờ không chỉ hồi mỗi EP mà nó còn hồi lại cả máu nữa. Và nó hồi máu rất nhiều. Ở trong những tình huống khẩn cấp thì lửa trại là một trong những vật phẩm hồi máu tuyệt vời. Và ở vị trí top 1 thì chắc chắn không có bất kỳ một vật phẩm nào có thể vượt qua được mức độ tác dụng
và cái mật độ sử dụng nhiều như là bom keo. Bom keo ở trong bất kỳ một giải đấu nào cũng được sử dụng rất nhiều. Thời kỳ đầu thì bom keo nó khá là thấp và nó tuy nhiên thì nó trâu hơn, và thường thì cầu thủ hay sử dụng để nhảy lên, leo lên những vị trí mà họ thích. Sau này thì bom keo đã được sửa lại theo hình cánh cung và nó đã trở thành một trong những cái vật phẩm che đạn rất tuyệt vời ở trong những cái pha giao tranh. Và gần như tất cả những pha giao tranh trong các giải đấu thì bom keo luôn là cái vật phẩm hàng đầu được sử dụng. Đó là những cái pha đặt bom keo song song hay là những pha đặt bom keo để chắn đi những cái pha đâm xe đến từ đối phương, và đôi khi thì nó chặn luôn cả những cái pha M79 rất đau đến từ đối phương nữa. Và các bạn có thể thấy là cái mức độ phổ biến của bom keo ngày nay thì không thể phủ nhận được. Và bom keo thì bây giờ nó là một trong những cái vật phẩm mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải nhặt ở trong bàn đấu. Không có ai mà không nhặt bom keo ở trong các bàn đấu cả. Và đó là cái vật phẩm đứng top 1 ở trong top 10 vật phẩm có ích nhất của Gaena Free Fire tính thời điểm này. Theo các bạn thì còn có những vật phẩm nào là những vật phẩm có ích nữa? Hãy comment và để lại cho mình một subscribe. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên ủng hộ mình trong những video lần sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.